Cô chào các em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết thứ 8 bài tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc. Trước tiên chúng ta sẽ vào phần lý thuyết trong sách giáo khoa ha. Sau đó chúng ta sẽ làm bài tập ở trong file này. Rồi, các em mở sách giáo khoa ra nha. Chúng ta đi vào phần 1 là mã các em, tính tương đối của chuyển động. Trong các đề kiểm tra và đề thi của các em á, thì có 30% câu hỏi về lý thuyết và cô thấy là dạng câu hỏi mà ra trong bài tính tương đối của chuyển động thì rất là nhiều cho nên các em phải học kỹ phần này nhé đọc ví dụ đầu tiên cho cô ha, một người ngồi trên xe đạp và một người đứng bên đường, đây. Cùng quan sát chuyển động của cái đầu van bánh trước xe đạp, đây. Người đứng bên đường thì thấy cái đầu van chuyển động theo một đường cong, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Tức là người ta đã quan sát ở phía trước này rồi, thì người ta thấy cái đầu van ban đầu nó ở đây này, sau đó nó tiếp tục nó chuyển động, chuyển động về phía đây, hả? thì Tương tự như vậy nó sẽ chuyển động như thế này. Nhưng mà vì sao vậy em? Vì sao người ta lại thấy điều đó? Ừ. tức là cái đo cái bánh xe của em ban đầu nó ở đây đúng không? Nhưng mà bây giờ nó có khi mà xe này chuyển động về phía trước thì bánh xe có còn ở ngay vị trí này không? Nếu như ngay vị trí này thì người này sẽ thấy người này đứng yên chứ, sao lại chuyển động đúng không? Cho nên là cái bánh xe nó không còn nằm ở đó nữa mà nó nằm qua bên đây đây ban đầu bánh xe ở đây khi mà xe của em lăn thì tiếp tục nó sẽ chuyển động về phía bên đây tương tự như vậy chuyển động về phía bên đây nhưng mà khi mà cái em chuyển động về bên đây rồi thì cái đầu van này nó sẽ như thế nào em ờ à, nó quay đúng không mà nó quay nó còn đứng ở đây nữa không không nó chuyển qua đây nè thì lúc này cái đầu van của em nó sẽ ở đây nè đó cái đầu van sẽ ở đây nè tiếp theo bánh xe của em tiếp tục quay bây giờ chúng ta coi như là quay chậm quay thật là chậm thôi thì nó ở đây nè đó. Rồi nó qua đây nè Rồi nó đi tiếp tới đây nè Tức là lúc này cái bánh xe của em cái đầu này nè Nó có còn ở ngay chỗ này nữa không? Không Nó đi như thế này nè Đó nó tới đó rồi đó Đó này ban đầu là nó ở đây đúng không? Khi mà cái bánh xe quay thì nó tới Tới đây Tiếp tục nó đi tới đây Thì bây giờ các em thấy cái đầu van của em ban đầu ở đây Tiếp theo nó lên đây Xong nó lên tới đây đúng không? Mà bánh xe của em di chuyển rồi cho nên nó sẽ ở đây Rồi nó sẽ đi tiếp tục đi xuống nhưng mà nó có cái bánh xe em di chuyển nên nó phải đi đi theo cái bánh xe của em chứ đúng không tại mới nằm trên cái bánh xe của em mà rồi tiếp tục nó đi đi xuống đây tức là bánh xe của mình đang ở đây rồi là tiếp tục nó lại di chuyển cho nên chúng ta mới thấy rằng nó có một cái đường đường cong như thế này bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái câu hỏi số 1 người ta hỏi mình cái gì ha vì người ta nói là người ngồi trên xe này sẽ thấy đầu van này chuyển động theo quỹ đạo như thế nào quanh trục bánh xe Bây giờ cái trục bánh xe của em đây Đó à, Cái đầu van đây Bây giờ cô hỏi em nè Người này sẽ nhìn thấy cái trục bánh xe này đang quay Hay là cố định Người này sẽ nhìn thấy cái trục này như thế nào em Cố định chứ Đúng không Đó à, Bánh xe thì quay tròn như thế này thôi Chứ người là người nhìn thấy cái trục này vẫn là cố định Chứ người này mà nhìn thấy cái trục mà rung rung lắc lắc Hay là đi như thế này như thế này Tức là gì em xe bị hư rồi á phải không cho nên cái trục này người này sẽ nhìn thấy cái trục này cố định còn cái đầu van này sẽ như thế nào so với trục em cái đầu van ban đầu ở đây khi bánh xe quay nó ở đây quay nó ở đây đó đó tức là như này em à, cái đầu van này nó chuyển động chuyển động tròn quanh trục quanh trục bánh xe cho nên để trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ nói như thế nào người ngồi trên xe sẽ thấy đầu van chuyển động theo quỹ đạo theo quỹ đạo tròn quanh gì đêm quanh trục bánh trục bánh xe chúng ta đi vào cái kết luận nè hình dạng quỹ đạo hình dạng ở đây chúng ta có đầu tiên chúng ta có đường cong nè đó rồi chúng ta có quỹ đạo tròn nè đúng không trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau quỹ đạo có tính tương đối khi em học cho cuối câu này ha quỹ đạo có tính tương đối tức là như thế này người này đứng yên thì người này thấy như thế nào em? cái đầu van này à, chuyển động đường cong. còn người mà ngồi trên xe đạp á thì lại thấy cái đầu van này chuyển động chuyển động tròn so với so với trục. như vậy thì do cái hệ quy chiếu khác nhau, cho nên người ta sẽ thấy hình dạng quỹ đạo chuyển động cũng khác nhau. cho nên chúng ta mới nói rằng quỹ đạo có tính có tính tương đối ha ta đi qua tiếp phần hai nhỏ ha tính tương đối của vận tốc em đọc ví dụ thứ hai cho cô nè một hành khách đang ngồi yên trong một toa tàu chuyển động với vận tốc cô vẽ cái toa tàu ra toa tàu của chúng ta có những cái ghế à, có hai người đi người a với người b có một người là ngồi đang uống cà phê ở bên đường đó. thì cái tàu này nó chạy qua cái tàu này nó chạy qua với vận tốc là 40 km/h. Thì bây giờ người ta nói rằng nè, người này nhìn cái người người xe đi ha, người C thì đang thấy người B đi với vận tốc là bao nhiêu em? 40 km/h. Nhưng mà so với toa tàu hoặc là so với người A thì người B đang đứng, đang đứng yên. Cho nên chúng ta mới kết luận rằng là gì? Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau và vận tốc cũng có tính tương đối. Nếu chúng ta lấy người C mà so với người B thì người C đang ngồi yên nhìn thấy người B đang chuyển động với vận tốc 40 km h về phía trước. Nhưng nếu em lấy người B so với người C thì người B nói họ đang đứng yên, họ đang ngồi yên trên ghế, họ không có làm gì hết trơn á. Nhưng họ thấy người C này thế này em chuyển động à, lùi về đúng không tức là ngược chiều với họ khi mà các em đi xe các em để ý á thì các em ngồi yên ở trên xe nhưng mà các em thấy một người bên đường sẽ như thế nào em? Giống như là họ đang chuyển động chuyển động ngược chiều với ta vậy đó. Nhưng mà thực chất họ đang đứng yên. À ta mới là người chuyển động cho nên chúng ta mới nói rằng là vận tốc có tính tương đối các em ha. Do cái hệ quy chiếu khác nhau cho nên vận tốc và vật chuyển động cũng cũng khác nhau, được không? Bây giờ các em nêu cho cô một ví dụ khác về tính tương đối của vận tốc đi nào. chúng ta à, cô sẽ cho các em một cái ví dụ mà thường hay ra thi ha à, và các em phải nhớ luôn tại vì có nhiều bạn bây giờ vẫn không biết là trái đất chuyển động xung quanh mặt trời hay là mặt trời chuyển động xung quanh trái đất thì các em rất là dễ bị sai chỗ này mà nếu như ra câu hỏi thi mà các em không biết là sẽ bị sai ha chúng ta có ở đây là mặt trời chúng ta có trái đất và theo lý thuyết chúng ta học á là trái đất như thế nào em chuyển động xung quanh mặt trời nhưng bây giờ hiện tại các em như thế nào? Các em đang ngồi yên đúng không? Đây, em đây Em đang ngồi yên trên cái bàn của mình Và em đang ngồi trên trái đất thì em nói sao? À, trái đất đang đứng, đang đứng yên Đúng không? Đó, em đang ngồi yên Thì trái đất em nói là à Trái đất đang đứng yên và Giữa em với trái đất thì em nói em đứng yên Nhưng mà giữa mặt trời với trái đất Thì trái đất đang chuyển Đang chuyển động cho nên các em phải lưu ý phần này ha. Chúng ta có lý thuyết rồi, trái đất thì chuyển động xung quanh mặt mặt trời. Thực chất là hiện tại mặc dù chúng ta đang ngồi yên để học bài đây, nhưng mà chúng ta cũng đang chuyển động xung quanh mặt xung quanh mặt trời. Đó cho nên chúng ta mới nói là vận tốc có tính tương đối, tùy vào cái hệ quy chiếu mà chúng ta xét. À, so với trái đất thì chúng ta đứng yên nhưng so với mặt trời thì chúng ta chuyển chuyển động, được không em? Bây giờ chúng ta sẽ đi qua luôn cái phần bài tập nha Bài tập lý thuyết này Câu số 1 đi em Sự phụ thuộc của quỹ đạo chuyển động vào hệ quy chiếu thể hiện điều gì, gì em Thể hiện tính tương đối của chuyển chuyển động à, Ngay cái đầu tiên mà chúng ta học ha Câu 1 chọn đáp án câu câu đi Còn tính tương đối của vận tốc là gì nhỉ Sự phụ thuộc của vận tốc chuyển động vào hệ quy chiếu thể hiện gì Tính tương đối của vận, vận tốc à, câu số 2 là chúng ta chọn đáp án câu câu đi hai câu này thì thường có trong cái câu hỏi lý thuyết của các em nhưng mà cô sợ các em không nhớ được cho nên bây giờ cô sẽ bày cho các em một cái mẹo để các em có thể ghi nhớ à, ngắn gọn thôi các em không cần phải học về cái sự phụ thuộc này thường thì những câu trắc nghiệm người ta sẽ cho mình những cái từ này rồi nó giống nhau hết rồi các em chỉ cần nhớ cho cô nếu như mà chúng ta có vận tốc chuyển động hoặc là vận tốc không thì chúng ta sẽ có tính tương đối của vận vận tốc. Còn người ta nói là quỹ đạo chuyển động hay là hình dạng của quỹ đạo thì chúng ta sẽ nhớ về tính tương đối của chuyển động hoặc là tính tương đối của quỹ đạo được không em? À nếu như nói về quỹ đạo thì chúng ta có tính tương đối của quỹ đạo và tính tương đối của chuyển động. Còn người ta nói về vận tốc thì chúng ta có tính tương đối của vận tốc. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu 3, câu 4, câu 5, câu 6. Nhưng trước khi qua những câu này thì chúng ta sẽ đi qua cái phần lý thuyết trong sách giáo khoa ha. Các em đi vào phần đầu tiên cho cô đó là hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động. Phần này thì các em không có cần gì phải nhớ nhiều hết. Ở đây chúng ta có cái nào đứng yên, ví dụ như bờ đứng yên thì chúng ta nói là hệ quy chiếu đứng yên. Còn cái này chuyển động thì chúng ta nói hệ quy chiếu chuyển động. Rồi, và người ta gắn cho cái hệ quy chiếu đứng yên là OXY và hệ quy chiếu chuyển động là ít phải, ô phải, y phải. Mình sẽ qua luôn cái phần công thức cộng vận tốc ha, cái phần quan trọng nhất trong bài này. Chúng ta đi vào trường hợp đầu tiên đó là vận tốc cùng phương cùng chiều. Người ta cho mình, mình có ví dụ là thuyền chạy xuôi dòng nước, thì chúng ta sẽ có v thuyền bờ, v thuyền nước với lại v nước bờ. V thuyền bờ tức là vận tốc của thuyền so với so với bờ về thuyền nước là vận tốc của thuyền so với nước còn về nước bờ là vận tốc của nước so với nước so với bờ được không về thuyền bờ tức là hệ quy chiếu đứng yên à, vì sao người ta nói là hệ quy chiếu đứng yên vì lúc này chúng ta học rồi đúng không người ta nói là gắn với bờ đó, gắn hệ quy chiếu với bờ bờ là đứng yên tức là gì em trục ối đi đó thì chúng ta có hệ quy chiếu đứng yên và vận tốc này người ta gọi là vận tốc tuyệt tuyệt đối kem lưu ý cho cô nè các em làm lý thuyết ha Hệ quy chiếu đứng yên Thì chúng ta sẽ có vận tốc tuyệt đối Rồi nha, một cái Về thuyền nước là vận tốc của thuyền đối với Thuyền đối với nước hoặc là thuyền so với nước Tức là hệ quy chiếu chuyển động Tại vì các em có thuyền chuyển động, nước cũng chuyển động Cho nên hệ quy chiếu này là hệ quy chiếu chuyển động Mà hệ quy chiếu chuyển động thì vận tốc tương đối Rồi V nước bờ gọi là vận tốc của nước so với bờ đó là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên tức là hệ quy chiếu chuyển động là này hệ quy chiếu đứng yên là này à. cho nên chúng ta mới có v nước bờ là vận tốc của nước đối với bờ là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đây so với hệ quy chiếu đứng yên và đó là vận tốc kéo kéo theo bây giờ mình sẽ đi qua làm bài tập thử nha xem các em còn nhớ gì không nha À, chúng ta học thêm một cái câu này nữa luôn. Đây. Vector vận tốc tuyệt đối bằng tổng vector vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo. Tức là chúng ta có gì? Tuyệt đối là V thuyền so với bờ bằng gì? tổng vector vận tốc tương đối. Tương đối là gì? Chuyển động đúng không nào? Ở đây chúng ta có thuyền so với thuyền so với nước cộng V nước so với so với bờ chúng ta có v thuyền bờ là gì em? hệ quy chiếu đứng yên rồi chúng ta có v thuyền nước cả hai cái đều chuyển động thì chúng ta có hệ quy chiếu chuyển động còn v nước bờ là chúng ta có hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên được không nè đây các em quay lại bài tập cho cô nha như vậy thì chúng ta vừa mới học vận tốc tuyệt đối nè vận tốc tương đối nè vận tốc kéo theo nè à, vận tốc tuyệt đối là các em sẽ gắn với gì hệ quy chiếu đứng đứng yên mình không cần nhìn đáp án mình nói trước nè vận tốc tuyệt đối gắn với hệ quy chiếu đứng yên nè đây vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng đứng yên ngay câu a luôn bây giờ chúng ta có cái tương đối tương đối là gì em à, hệ quy chiếu chuyển động bây giờ mình sẽ đi tìm hệ quy chiếu chuyển động à, đây vận tốc của vật với hệ quy chiếu chuyển động tiếp theo ha vận tốc kéo theo à, vận tốc kéo theo là gì em hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên à, nãy cô nhắc đó à, hệ quy chiếu chuyển động với hệ quy chiếu đứng yên mình chọn đáp án câu câu e vận tốc tuyệt đối bằng gì vận tốc tuyệt đối bằng cái gì em bằng vận tốc tương đối tương đối là gì đây gắn với cái này nè với lại vận tốc kéo kéo theo bây giờ các em nói đáp án cho cô đi học lại một lần nữa là thuộc luôn lý thuyết luôn nha sự phụ thuộc của quỹ đạo chuyển động Quỹ đạo chuyển động thì chúng ta có 1D 1 giờ là tính tương đối của chuyển động Còn vận tốc chuyển động à, Sẽ phụ thuộc vào vận tốc chuyển động Vào hệ quy chiếu Tức là tính tương đối của vận vận tốc Và vận tốc tuyệt đối Thì chúng ta có hệ quy chiếu đứng yên Câu 3A Vận tốc tương đối hệ quy chiếu chuyển động à, Hệ quy chiếu chuyển động Là câu C Vận tốc kéo theo là hệ quy chiếu chuyển động với hệ quy chiếu đứng yên Hệ quy chiếu chuyển động với hệ quy chiếu đứng yên Chúng ta có câu 5 5A Vận tốc tuyệt đối là tổng Tổng của vận tốc tương đối với vận tốc kéo theo à, Câu 6B ha. Người ta nói rằng khi mà thuyền chạy ngược dòng nước á, Thì vector vận tốc của thuyền so với nước Sẽ cùng phương nhưng mà ngược chiều so với vận tốc kéo theo Tức là V nước bờ về độ lớn thì chúng ta có V thuyền bờ sẽ bằng V thuyền nước trừ đi V nước, V nước bờ. Bây giờ chúng ta làm thử ví dụ câu số 3 ha. Người ta cho mình một con thuyền này chuyển động ngược dòng nước đúng không? Chạy ngược dòng nước với vận tốc là 20 km trong 1 giờ, tức là 20 km trên giờ. Khi người ta nói là một con thuyền chạy ngược dòng nước, tức là các em sẽ có vận tốc của thuyền so với so với bờ là bằng 20 km trên trên giờ các em lưu ý ha ở đây người ta à, không có nói là thuyền đối với gì hết mà người ta chỉ nói là vận tốc của thuyền thôi thì chúng ta sẽ có thuyền so với bờ là vận tốc tuyệt đối em ha và nước chảy với vận tốc là 2 km trên giờ như vậy chúng ta sẽ có v của nước so với so với bờ là 2 km trên trên giờ yêu cầu em đi tính vận tốc của thuyền đối với nước như vậy chúng ta sẽ đi tính v thuyền so với nước bằng bao nhiêu km giờ bây giờ chúng ta sẽ dùng công thức nào đây à, ngược chiều thì chúng ta dùng công thức nào đây nè người ta làm sẵn cho mình luôn rồi nè như vậy các em có tính được v thuyền nước không thì các em chuyển v v nước bờ qua nhưng trước khi làm thì các em chọn chiều dương nữa thôi ha chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền ha thì chúng ta sẽ có v thuyền nước là bằng gì em à, chuyển cái này qua tức là v thuyền bờ cộng với là v nước nước bờ thuyền bờ của em là 20, nước bờ của em là bằng 2, như vậy bằng 22 km trên, trên giờ. Xong, đấy. Mình đi qua tiếp bằng bài tập ở bên đây ha. Người ta hỏi em là khi mà em đứng ở trái đất thì em sẽ thấy điều gì? À, em thấy trái đất đứng yên, đúng không? Đó, em thấy trái đất đứng yên nè là đúng nè Nhưng mà em thấy mặt trời đứng yên là sai nè, phải không? À, nếu như em đứng ở trái đất thì em sẽ thấy mặt trời quay quanh trái đất à, như vậy thì nói về mặt trời đứng yên là sai nè mặt trời và trái đất cùng đứng yên là sai luôn à, như vậy chỉ có là trái đất đứng yên mặt trời mặt trăng quay quanh trái đất tại vì chúng ta đứng ở trái trái đất nên chúng ta thấy được điều đó ha câu 2 đi nha câu số 3 đi em tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một chiếc ô tô là có tính tương đối? À, tại sao nó lại có tính tương đối nè? Cái này lý thuyết nha à, Lý thuyết cái phần tính tương đối của chuyển động á Chúng ta xem nè Vì chuyển động của ô tô được quan sát ở các thời điểm khác nhau Không có liên quan đến quỹ đạo là sai Một cái Vì chuyển động của ô tô được xác định bởi những người quan sát khác nhau bên lề đường Cái này cũng chưa chính xác em ha quan sát bởi những người khác nhau bên lề đường rồi những người ngồi trên xe thì sao? À cho nên là câu B cũng chưa chính xác. Vì chuyển động của ô tô không ổn định, nó không ổn định lúc đứng yên lúc chuyển động là sai. Vì chuyển động của ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau, gắn với đường và gắn với ô, ô tô luôn. Đó. À, còn cái này là chỉ chỉ là gắn với đường thôi nè, không có gắn với ô tô đúng không nào? Cho nên là ở đây chúng ta có đáp án câu câu 1 đi vì chuyển động của ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau gắn với đường và gắn với ô tô luôn câu số 4 đi hành khách a đang đứng ở trên toa tàu nhìn qua cửa sổ sang hành khách b cũng ở toa bên cạnh như vậy chúng ta có hai toa tàu hai toa tàu các em cho cô đáp án đi người a thì đứng tàu ở toa a người b đứng toa b đi chẳng hạn hai người này đang đứng yên đúng không em ừ. đổ song song với nhau Đó, tức là đang nói chuyện với nhau cái tự nhiên à, a thấy b chuyển động về phía sau a thấy b chuyển động về phía sau tình huống nào chắc chắn không xảy ra chúng ta xem tình huống đầu tiên cả hai toa cùng chạy về phía trước a chạy nhanh hơn b được không em cả hai toa này chạy về phía trước này cô quy định đây là phía trước đây là phía sau ha cả hai toa đều chạy về phía trước nhưng mà a chạy nhanh hơn b a chạy nhanh hơn b thì dĩ nhiên a sẽ thấy b đi giật lùi về phía sau đúng không em đúng tình huống này có thể xảy ra loại cả hai toa cùng chạy về phía trước b chạy nhanh hơn a nếu như b này cả hai cùng chạy về phía trước b chạy nhanh hơn a đúng không thì a sẽ nhìn thấy b như thế nào em đang chạy về phía phía trước chứ làm sao mà chạy về phía sau được à, phía sau nó phải theo hướng này nè như vậy thì tình huống B không xảy ra. Thử xe đen nha. Toa A chạy về phía trước, A chạy về phía trước, còn B đứng yên, được không em? Được. À, A chạy về phía trước thì A sẽ thấy B đang chạy về phía sau mặc dù B đang đứng, đứng yên. A đang đứng yên còn B chạy về phía sau, đây. Quá tốt luôn, đúng không? Như vậy đáp án của chúng ta là câu 4, 4B ha. Khen qua tiếp câu số 5 cho cô nha một hành khách ngồi trên toa h nhìn qua cửa sổ thấy toa n bên cạnh và gạch lát sân đều chuyển động như nhau bây giờ cô hỏi em nè ừ, chúng ta thấy rằng gạch có bao giờ chuyển động không em gạch à, nó gạch là mặt đất là hệ quy chiếu là luôn đứng yên mà gạch với n cùng chuyển động như vậy thì gạch n đứng đứng yên đó được không và người ta hỏi toa nào đang chạy à, thì toa nào đang chạy em à, cô đã nói gạch với n đứng yên rồi mà thì làm sao có chuyện n chạy cả hai đều chạy abc không đúng như vậy còn câu câu b h chạy còn gì n đứng yên được không em các em lưu ý là khi mà gắn với những cái cây bên đường hay là à, những cái gạch hay là những cái gì mà à, cái nhà rồi đó là những cái vật mốc các em ha thì các em phải cho nó đứng yên còn những cái khác là chuyển động câu số 6 nha một chiếc thuyền bồm chạy ngược ngược khoanh cho cô chủ ngược dòng sông sau 1 giờ đi được 10 km thì các em lấy 10 chia 1 cũng là là 10 hoặc là đi được 10 km trong 1 giờ thì cũng là 10 chia 1 bằng 10 ha cái này là gì em quãng đường nè cái này là thời gian như vậy vận tốc của nó là gì à, vận tốc là quãng đường chia cho thời thời gian ở đây chúng ta có gì mình sẽ có vận tốc của thuyền chạy ngược dòng sông như là đây là về của thuyền so với bờ là bằng 10 chỉ cho 1 bằng 10 km trên... trên giờ ha người ta cho thêm mình là một khúc gỗ trôi theo dòng sông khi em nhớ cho cô cái câu mà trôi theo dòng sông cái gì trôi theo dòng sông thì vận tốc của cái đó chính là vận tốc của dòng nước nhớ nghe em cái gì trôi theo dòng sông thì vận tốc của nó chính là vận tốc của dòng nước sau này sẽ có những cái cano bị chết máy trôi theo dòng sông sẽ có những cái bông hoa những cái cây cái bụi gì đó trôi theo dòng sông các em phải lưu ý trôi theo dòng sông thì chính là vận tốc của của nước nha như vậy chúng ta có nước so với bờ là bằng mẹ à, mình phải tính rồi bằng ấy chia cho t nè ấy của em cái này em phải đổi ra ha 100 chia cho 3 em nhân cho 10 mũ trừ trừ 3 từ mấy kia phải đổi ra km nha hoặc là các em có thể đổi cái này ra mấy cũng được nè nhưng mà tại vì đáp án của mình toàn là km hết Cho nên là thôi mình đổi từ mét ra kilo luôn ha Như vậy ở đây em đổi mét ra km là em nhân cho 10 mũ 10 mũ trừ 3 Rồi em chia cho T Ở đây chúng ta có sau 1 phút đúng không em Sau 1 phút như vậy các em phải đổi từ 1 phút ra gì Ra giờ Bằng cách là em chia cho 60 Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy 1 chia cho 6 60 rồi bây giờ mình bấm máy ra thôi ha 100 nè chia cho chia cho 3 nè rồi nhân cho 10 mũ trừ 3 ở dưới là chúng ta chia cho 1 chia cho 6 60 kết quả của em bằng 2 nhé 2 km trên giờ Đó. đơn vị của mình toàn bộ là km trên giờ Đó em Bây giờ chúng ta có gì ngược chiều đúng không thì chúng ta sẽ có v thuyền bờ bằng gì? V thuyền nước trừ đi V nước, nước bờ. Các em cứ nhớ cho cô thuyền bờ bây giờ các em chèn nước vô nè. Mà cái này ngược chiều thì các em đổi thành dấu trừ, còn cùng chiều em đổi thành dấu dấu cộng ha? Thuyền nước rồi tới nước, nước bờ. Lưu ý ha, đừng có ghi nước bờ tới thuyền nước là bị lòng ngược rồi nha. Rồi, à, từ đây các em suy ra gì em? Vận tốc của thuyền so với nước, thuyền so với nước là đây. Ha? tương tự thì chúng ta có V thuyền nước, chuyển cái này qua, là bằng V thuyền bờ cộng V nước nước bờ V thuyền bờ cộng V nước bờ Từ đây chúng ta suy ra V thuyền nước là bằng gì em? V thuyền bờ là 10 V nước bờ là 2 10 cộng 2 bằng 12 km trên trên giờ Như vậy câu này không có khó Chúng ta sử dụng à, cái công thức có sẵn trong sách giáo khoa à, Nhưng mà khó ở chỗ là chúng ta phải biết đổi đơn vị Đó. đổi từ phút ra gì em? ra giờ rồi đổi từ mét ra kilo km ha. đây là bài tập trắc nghiệm cho nên cô không có làm kỹ chỗ chọn chiều dương nhưng mà tự luận thì các em trước khi làm các em phải chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền nhé Đấy. bây giờ mình sẽ đi qua câu số 7 gặp những cái công thức nào thì cô sẽ đi lên cái phần công thức này nè cô hướng dẫn cho các em nhé còn bây giờ thì chưa mình chưa cần đâu Thầy, câu này mình đọc đề xong mình sẽ lên công thức nha Người ta cho em là Hòa đang đứng ở trên sân ga Như vậy trên sân ga là cô có bạn Hòa nha Bình đứng yên trên toa tàu cũng đang đứng yên luôn Như vậy ở trên toa tàu thì có bạn Bình Nhưng mà cũng đứng yên Bỗng toa tàu chạy về phía trước với vận tốc Toa tàu chạy về phía trước với vận tốc Mình chọn chiều dương ở đây luôn 7,2 km trên, trên giờ Hòa bắt đầu chạy theo toa tàu cùng với vận tốc đó Hòa cũng chạy theo với vận tốc là 7,2 Để lại Để lại sân ga Phải không? Hòa có mang sân ga theo không em? Không, Hòa chạy không thôi, sân ga ở lại <laughs> Bình thì chạy ngược với Ngược chiều với chuyển động với toa tàu Tức là như thế này nè Cái toa này nó đi với vận tốc là 7,2 Nhưng mà Bình ở trong cái toa tàu này Bình cũng chuyển động với vận tốc là 7,2 Đó Bây giờ người ta hỏi rằng là vận tốc của bình với ga V của bình so với ga Và V của bình so với So với hòa Này, Bây giờ đến lúc chúng ta vận dụng rồi phải không Nếu như các em quên chuyện bình chuyển động đi Bây giờ cô hỏi nha Bình đang đứng yên trên toa tàu luôn Bình không có chuyển động thì bây giờ các em sẽ có vận tốc của bình với hòa là bằng mấy em hay là vận tốc của bình so với ga đi à. tức là bây giờ cô đang xét cái này trước đi ha thì chúng ta sẽ có nè nếu như bình không chuyển động mà chỉ có cái toa này chuyển động và có hòa chuyển động thôi à, thì chúng ta sẽ có sân ga đứng yên sân ga đứng yên như vậy vận tốc của bình so với sân ga là bao nhiêu em là 7,2 km trên giờ đúng không? Cô đang nói Bình đang đứng yên nha à, Bình đang ngồi trên toa tàu mà toa tàu chuyển động Như vậy thì vận tốc của tàu V của toa so với ga cũng chính là V của Bình so với ga đúng không? Là 7,2 km h Nhưng ở đây trường hợp là Bình nó chạy ngược lại như thế này nè Đó nếu như chúng ta so giữa toa với ga thì sẽ là 7,2 theo chiều này nhưng bây giờ bình chạy ngược như thế này cũng với vận tốc như thế này thì các em thấy hai cái này như thế nào cùng phương nhưng một cái bên đây một cái bên này tức là ngược ngược chiều mà cùng phương ngược chiều thì cộng lại bằng mấy bằng không đấy cho nên xem như là bình như thế nào em bình đang đứng yên đó toa tàu thì cứ chạy với bảy đi bình chạy ngược lại bảy hai thì các em cứ tưởng tượng có một có một cô gái đứng ở đây đi ha à, có một cô gái đứng ở đây Bây giờ Bình muốn ngắm nhìn cô gái này Và Bình cố gắng Bình chạy sao cho bằng vận tốc của toa tàu Đó, thì Bình vẫn coi như là đang đứng Đang đứng yên mặc dù toa tàu vẫn cứ Vẫn cứ chạy Được không em? Rồi, hiểu nha Bây giờ chúng ta đi qua tiếp Vận tốc của Bình so với Hòa nha Bây giờ các em có nè Vận tốc của Bình Bây giờ cô giả sử như Bình lại đứng yên Bình à, lại đứng yên Và Hòa toa tàu này đang chạy Toa tàu này đang chạy 7,2 Thì hòa cũng chạy 7,2 Như vậy lúc này Bình đang đứng yên các em nhé Thì chúng ta sẽ có V của Bình Sẽ bằng V của của hòa Là cùng bằng 7,2 Như phải không Đấy. Và các em thêm một cái nữa Bây giờ cô hỏi vận tốc của ga so với hòa là bao nhiêu? Hòa à, là V của hòa so với ga đi, bằng bao nhiêu? thì cái này nè hòa đang chạy với vận tốc là 7,2 hòa bỏ lại ga như vậy thì chúng ta sẽ thấy vận tốc của hòa so với ga là bằng bao nhiêu 7, 7,2 phải không em thế bây giờ người ta hỏi vận tốc của bình so với hòa mà mình có vận tốc của bình so với ga là bằng mấy bằng không như vậy thì chúng ta sẽ xem như rằng bình ha đang đứng ở đâu em đang đứng ở trên sân sân ga Xem như Bình đang đứng ở trên sân ga Thì vận tốc của Hòa so với Bình là bao nhiêu? Là 7,2 hai, Hòa so với ga cũng như hòa so với bình là 7,2 Đúng không nào Nhưng bây giờ người ta hỏi ngược Người ta hỏi bình so với hòa chứ không hỏi hòa so với bình à, Cho nên chúng ta sẽ đổi dấu lại thôi 7,2 thì bằng trừ 7, trừ 7,2 Được không em Như vậy đây là trừ 7,2 km trên giờ Bình so với ga bằng 0 À, bình so với hòa là trừ 7,2 Nhưng ở đây người ta hỏi hòa so với bình các em nha Hòa so với bình thì chúng ta sẽ lấy là 7,2 Là cũng giống như hòa so với ga Các em phải lưu ý cái câu hỏi người ta hỏi nha à, Người ta không có hỏi hòa so với bình mà người ta hỏi bình so với hòa à, Thì chúng ta xem như là bình là bình là sân ga Được không? Ngược chiều cái này lại Rồi mình qua câu số 8 nha cô nghĩ là bài này các em phải nếu như bạn nào cũng thấy chưa hiểu thì hôm sau các em học lại các em nghe một lần rồi hôm sau các em nghe một lần nữa các em đừng có nghe một lúc nhiều lần quá thì các em sẽ bị rối ha tức là chúng ta lỡ mà chúng ta học không hiểu thì chúng ta ra ngoài đi hoặc là học bài khác đi rồi hôm sau chúng ta xem lại lần nữa rồi cũng như vậy đấy khi nào chúng ta hiểu thì thôi các em nha tại vì vận tốc giữa cái này so với cái kia nó có tính tương đối mà cho nên là mình phải xét từ 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 mình ngồi mình vẽ hình ra mình liên hệ thực tế ha Rồi à, chúng ta qua câu số 8 đi Người ta cho mình là một chiếc thuyền đang chuyển động Thẳng ngược chiều dòng nước Với vận tốc là 6,5 km trên giờ Đối với dòng nước Nếu người ta nói là đối với dòng nước Thì các em sẽ có V thuyền nước nha Còn người ta không có nói với dòng nước Thì là V thuyền thuyền bờ V thuyền nước là 6,5 km trên, trên giờ Vận tốc chảy của dòng nước Đối với bờ sông Như vậy chúng ta có V của nước bờ là bằng 1,5 km trên, trên giờ. Các em đọc kỹ đề nha. Ở đây người ta nói là chiếc thuyền đang chuyển động ngược chiều dòng nước với vận tốc này nhưng mà với gì đối với dòng nước thì chúng ta phải ghi là v v thuyền nước nha Bây giờ người ta hỏi mình là vận tốc của thuyền đối với bờ như vậy chúng ta có v thuyền bờ ngược chiều đúng không em? V thuyền bờ thì bằng v thuyền nước trừ đi v nước nước bờ. À, các em nhớ cái chữ nước nó ở giữa nha. Rồi ve thuyền nước là 6,5 trừ đi ve nước bờ là 1,5. 6,5 trừ đi 1,5 như vậy chúng ta có đáp án là gì? 5 km trên, giờ mà chọn câu câu B. Yên qua câu số 9 cho cô nha. Một ô tô A chạy trên đường thẳng với vận tốc là 40 km trên giờ và một ô tô B đuổi theo A với vận tốc là 60 km trên giờ xác định vận tốc của b đối với a chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai xe nếu như đối với bài toán thuyền nước thì các em có bờ là vật mốc phải không nhưng vậy đối với à, ô tô mà chuyển động thì các em sẽ lấy đường là vật mốc cho cô ha ở đây chúng ta sẽ có là gì mình sẽ có v à, vận tốc này của a đúng không v của a so với đường là bao nhiêu em vận tốc của a so với đường là 40 km trên trên giờ vận tốc của B so với đường bằng bao nhiêu vận tốc của B nè đuổi theo A với vận tốc là 60 km trên trên giờ xác định vận tốc của B đối với A à, ở đây chúng ta sẽ chèn vô vận tốc của B đối với A thì B đứng trước đúng không như vậy là bằng V của gì em của B đối với đường cộng với V của đường so với đường so với với A, tại vì sao cô lại dùng dấu cộng ở đây? Tại sao nè? Tại vì chúng ta có hai cái xe này chuyển động cùng chiều phải không? Đuổi theo mà. Đuổi theo ở đây là chuyển động cùng cùng chiều cho nên chúng ta sẽ dùng dấu dùng dấu cộng ha. Bây giờ các em thế số vào cho cô đi. V của B so với đường tức là gì? V của B so với đường là chúng ta có 60. Còn V của Chúng ta có V của A so với đường thôi Chứ còn V của đường so với A sẽ bằng mấy em? Bằng trừ 4 Trừ 40 Tại vì A so với đường là 40 Thì đường so với A sẽ là trừ 40 Phải đảo dược ngược giáo lại game ha Như vậy thì chúng ta thế số vô sẽ là trừ 4 Trừ 40 60 trừ đi 40 là còn 20 km trên, trên giờ V của B so với A B so với A 20 Chúng ta chọn đáp án là câu 9A nhé khi làm bài là các em nhớ chàng điểm nha Giữa B so với đường nó khác với đường so với B Đường so với A nó khác A so với đường Cho nên là các em đừng có cộng Khi mà các em cộng chàng vô ví dụ như cô cô nói ha Cái đề bài á, là người ta nói là V của A so với B đi đó. Thì chúng ta sẽ có V A so với B Thì bằng V của A so với đường Cộng V của đường so với so với B Lúc này em có V của A so với đường là 4, 40 nè Mà các em có V của đường so với à, B đúng không? Mà B so với đường như vậy chúng ta sẽ có trừ 60 là bằng trừ 20 km trên, trên giờ Như vậy các em mới thấy rằng vận tốc của B so với A là 20 Nhưng mà vận tốc của A so với B là trừ, trừ 20 Nên khi làm bài các em phải cẩn thận nhé, các em phải nhớ các quy tắc chèn điểm trong hình học lớp 10 của chúng ta ấy. rồi mình làm sẽ không có bị sai dấu. Bây giờ mình qua tiếp câu số 10 nha. Người ta nói rằng A à, ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc là 15 km/h đang rời ga, còn B thì đang ngồi trên một toa khác với vận tốc là 10 km/h còn đi ngược chiều với ga nữa, đi ngược chiều với A đó là đi vào. A là đi ra, B đi vào ha hai đường tàu này song song với nhau Người ta thấy song song để nó cùng phương đó, các em Tính vận tốc của B đối với A Các em phải để ý nha V của B đối với A Bây giờ cô sẽ làm vector trước V của B so với A sẽ bằng V của B Vật mốc của mình là gì em? Là ga đúng không nè Đó thì cái thì đi ra ga Cái thì vào Vào ga Như vậy V của B so với ga Cộng V của ga So với gì em? So với A nhưng mà các em để ý đề bài rằng nè Người ta cho là A ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc như thế này đang rời ga Như vậy chúng ta sẽ có gì? V của A so với ga là bằng bao nhiêu? 15 đúng không? V của B so với ga bằng bằng 10 Và hai đường tàu này song song tính vận tốc Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu A Như vậy là chiều dương sẽ đi như thế này Tức là từ ga đi đi ra đúng không nào? từ ga đi ra là chiều dương như vậy b sẽ là ngược chiều em nhé như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra gì các em suy cho cô một cái này nữa tại vì cô có vận tốc của a so với ga chứ cô không có vận tốc của ga so với a nè cho nên ở đây chúng ta sẽ có vector của ga so với a sẽ bằng gì em? bằng trừ vector của a so với so với ga Đó. rồi bây giờ các em có b so với ga cái này là A đúng không? Còn B là như thế này, như vậy là đang ngược ngược chiều thì chúng ta sẽ suy ra VBA sẽ bằng gì? Em? Bằng trừ VB BG đúng không? Bỏ giá vectơ ra. Chiều dương của chúng ta là đi như thế này nhưng mà B thì đi như thế này. Rồi, cái này thêm dấu trừ vô đây. Mà cái này V của A so với ga là chiều gì đếm? Chiều dương đúng không? Cho nên ở đây chúng ta sẽ ghi là trừ V của A so với so với ga. B so với ga mình có um, trừ 10 nè A so với ga mình có trừ 15 nè Như vậy đây chúng ta có trừ 25 km trên giờ Cái dấu trừ á, tại vì chúng ta nói là vận tốc có tính tương đối mà các em À, vận tốc của bình so với hòa là à, 7,2 nhưng mà hòa so với bình là trừ 7,2 đó lúc nãy là ngược qua ngược lại đó như vậy thì tương tự đây b so với a cũng như a so với b ví dụ như b so với a là trừ 25 nhưng mà a so với b sẽ là 2 25 dấu trừ này thể hiện gì em ngược chiều thôi ha như vậy đáp án của mình sẽ là câu câu 10c nhé như vậy là chúng ta xong bài học ngày hôm nay nha Các em nhớ tải file bài tập về và làm lại Nếu như mà có khó khăn gì thì các em cứ comment xuống dưới Cô sẽ giải đáp cho các em Và nếu cần thiết thì cô sẽ làm thêm bài tập về phần này Tại vì á, cái phần này thì chắc chắn sẽ ra thi Và thứ hai nữa là dạng bài này rất là trừu tượng Và các em phải biết tưởng tượng, các em phải biết uh, xét hiệu quy chiếu Thì mới làm được Nên là nếu như bạn nào cần làm thêm dạng bài tập này thì các em cứ comment cho cô biết nha. Rồi, cô chào tạm biệt các em.